Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin nóng nhất về xung đột tại Ukraine, cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Loanh quanh vẫn là bàn cờ quân sự thế giới và câu chuyện xung đột diễn ra tại Ukraine trên cái đấu trường Nga, Trung và Mỹ, thế giới đơn cực và thế giới đa cực. Sau hơn một năm, thế giới đa cực đã mở ra một cách rõ ràng hơn. Và đây sẽ là một cái thế giới mà hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang hướng tới. Trong thực tế thì kể cả là đồng minh chư hầu Hoa Kỳ cũng không muốn tiếp tục dưới gông cùm bàn tay của Nhà Trắng nữa. Không muốn tiếp tục nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, bản thân đồng minh chư hầu Hoa Kỳ cũng được hưởng lợi một phần trong thế giới đa cực, trong thế giới đơn cực. Dù làm là chư hầu của Hoa Kỳ nhưng cũng có được hưởng lợi. Nhưng mà cái lợi đó nó sẽ không thể kéo dài được và không thể đấu lại được với cả thế giới. Khi mà cả thế giới cũng muốn có quyền lợi như vậy, cũng muốn độc lập, muốn tự chủ, muốn phát triển giàu có, muốn tự do và quan hệ bình đẳng, chứ không phải tiếp tục bị chi phối bởi một siêu cường nào đó ở trên thế giới. Thì điều hiển nhiên cái quyền lợi của đồng minh chư hầu Hoa Kỳ dựa dưới cái bóng của nước Mỹ sẽ không thể tồn tại lâu dài được. Nó phải kết thúc là điều hiển nhiên. Và đó cũng là quy luật phát triển của xã hội loài người. Kết thúc chủ nghĩa tư bản tới chủ nghĩa xã hội, và sau chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa cộng sản. Dù bản thân phương Tây đã sử dụng hàng trăm nghìn kế sách khác nhau để tuyên truyền xấu nhất về chủ nghĩa cộng sản có thể, thì đến ngày hôm nay tiến trình của nó cũng không thể đảo ngược được. Vấn đề Ukraine ngày hôm nay khi mà dựng lên cái tượng đài của Banega, nó sẽ là dấu chấm hết toàn diện cho chủ nghĩa cực đoan của phương Tây, cho thế giới đơn cực của phương Tây. Dù Hoa Kỳ không muốn thì cũng phải đón nhận nó. Sau 16 tháng, phương Tây đang viện trợ cho Ukraine. Và Ukraine dưới sức ép của phương Tây muốn tạo ra một kết quả chiến thắng ở trên chiến trường, đã dốc sức nguồn dự trữ của mình để thực hiện cuộc phản công trong những ngày vừa qua. Và đến ngày hôm nay, gần như tiến trình phi quân sự hóa đang được Nga dần từng bước hoàn thành. Phi quân sự hóa ở đây không chỉ ở Ukraine mà cả tập thể phương Tây nữa. Còn rất nhiều loại khí tài phương Tây, nhưng mà phương Tây đâu tự tin để chuyển giao cho Ukraine và sử dụng trong lãnh thổ của Ukraine trước một gấu Nga, một siêu cường quân sự như Nga được. Nga nói gần như đã đạt mục tiêu phi quân sự hóa ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Peskov vừa nói rằng là nhiệm vụ của Nga nhằm phi quân sự hóa Ukraine phần lớn đã được thực hiện. Phát biểu được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của ông Peskov. Thật vậy này, Ukraine đã quân sự hóa mạnh mẽ vào thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Và như Tổng thống Putin đã nói, một trong những nhiệm vụ của Nga là phi quân sự hóa ở Ukraine. Ông Peskov chia sẻ. Trên thực tế thì nhiệm vụ này phần lớn đã hoàn thành. Ukraine ngày càng sử dụng ít vũ khí của họ hơn và ngày càng sử dụng nhiều vũ khí phương Tây cung cấp cho họ, ông Peskov nói. Đại diện Điện Kremlin cho biết rằng là các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ đứng đầu ngày càng dẫn sâu vào cuộc xung đột. Các quốc gia phương Tây, cụ thể là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, dưới sự lãnh đạo của Washington ngày càng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Điều này khiến cuộc xung đột đó là kéo dài và tình hình châu Âu càng trở nên căng thẳng, khó lường, và tất nhiên điều này buộc Nga phải áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn cho người dân Donbass và an ninh quốc gia của Liên bang Nga. Quá trình phi quân sự hóa, phát xít hóa nó diễn ra đồng bộ của phương Tây. Khi mà hết vũ khí của Ukraine thì lực lượng vũ trang Ukraine còn lại sẽ sử dụng hầu hết vũ khí và đạn dược do phương Tây viện trợ. Và rồi những kho dự trữ chiến lược của phương Tây cũng sẽ cạn kiệt theo năm tháng. Điều quan trọng hơn là con đường vận chuyển khí tài từ phương Tây vào trong Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Có thể nói rằng tiến trình mà Nga có thể sớm thực hiện cuộc tổng phản công sẽ sớm diễn ra để kết thúc xung đột và thống nhất dân tộc Nga và Ukraine. Kế hoạch của họ bây giờ là gì? Pháp lo ngại phản ứng của NATO vì lực lượng vũ trang Ukraine thất bại. NATO có thể leo thang xung đột Ukraine sau thất bại trong cuộc phản công lực lượng vũ trang Ukraine, chính trị gia của Pháp chia sẻ điều này với lại báo chí. Các phương tiện truyền thông đã sốt ruột chờ đợi cuộc phản công trong nhiều tháng. Thất bại đang xảy ra, vậy kế hoạch của họ bây giờ là gì? Chiến tranh thế giới thứ ba, gửi quân đội NATO tới hay vũ khí hạt nhân tới cho Ukraine? Ông kêu gọi chấm dứt ngay sự điên rồ đang diễn ra và bắt đầu đàm phán hòa bình. Phương Tây cũng đã nhìn thấy sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường, nhưng họ không dám thừa nhận. Họ càng không dám bình luận về những vật phẩm, biểu tượng phát xít ở tại lực lượng vũ trang Ukraine, hay là không dám bình luận về tượng đài Banega. Hoàn toàn không dám đả động tới những yếu tố đó. Vì khi họ bình luận về điều đấy thì họ sẽ chứng minh và khẳng định là chiến dịch quân sự đặc biệt Nga phát động ở tại Ukraine là chính nghĩa, là đúng đắn và cần phải ủng hộ cho Liên bang Nga để phi quân sự hóa, phát xít hóa ở tại Ukraine. Tổng thống Putin chia sẻ rằng Ukraine và phương Tây đã lừa dối Nga. Lừa dối ở đây thì là bản chất của Hoa Kỳ, luôn sử dụng chiêu bài mồi nhử, cây gậy của cà rốt, nhổ ra và liếm vào, không ngần ngại. Cũng giống như kịch bản kìm chế Trung Quốc, nhưng đến thời điểm hiện tại ông Lincoln đã phải tới Bắc Kinh để tránh tính toán sai lầm về chiến lược quan hệ giữa Trung và Mỹ. Ukraine và phương Tây đã dắt mũi Nga này, không thực hiện các thỏa thuận Min. Phát biểu tại cuộc gặp với phái đoàn châu Phi diễn ra ở cung điện ấy, ở tại Saint Petersburg, Tổng thống Nga chia sẻ cho biết việc này. Ukraine không muốn đàm phán. Đâu có gì đảm bảo rằng Ukraine sẽ không tiếp tục từ chối bất kỳ thỏa thuận nào khác. Nhưng ngay cả trong những điều kiện như vậy, chúng tôi đã không từ chối đàm phán. Các bạn thân mến, không phải chúng tôi mà là ban lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẽ không đàm phán, ông Putin nói. Ông Putin nhắc lại rằng là Zelensky đã ký sắc lệnh cấm đàm phán với Nga. Nga sẵn sàng đối thoại với những ai muốn giải quyết hòa bình tình hình ở tại Ukraine. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với tất cả những ai muốn thiết lập hòa bình trên các nguyên tắc công lý và có tính đến lợi ích hợp pháp của các bên. Đây cũng là một tuyên bố rõ ràng để từ chối về điều kiện hòa bình đến từ 7 quốc gia châu Phi đưa ra vì nó thiếu tính thực tế. Còn bản thân chính quyền Ukraine đã ký đạo luật thành sắc lệnh trở thành một đạo luật là không đàm phán với lại Putin, vẫn đàm phán với Nga nhưng là một vị tổng thống khác. Khi mà bản thân Ukraine đã đưa ra tuyên bố như vậy thì không có lý do gì mà bản thân phía Nga cần phải có nhượng bộ đối với chủ nghĩa cực đoan phương Tây và chính sách phát xít của Ukraine ngày hôm nay. Cái tượng đài Banega được dựng lên, nó đã trở thành mục tiêu để Nga tiến tới làm sụp đổ nó, làm sụp đổ chủ nghĩa phát xít một lần nữa, còn tàn dư còn tồn tại lại ở Ukraine ngày hôm nay. Một lần nữa cần tiêu diệt. Trong lúc mà xung đột diễn ra ở tại Ukraine ngày càng ác liệt, thì bàn cờ quân sự thế giới người ta đang tìm kiếm về những đồng tiền dự trữ quốc tế. Và có lẽ trung tâm nền kinh tế mới nổi sẽ là nơi để tạo ra điều đấy cho thế giới. Đồng rúp có thể thay thế đồng đô la như một đồng tiền dự trữ. Từng bước Nga đã đưa đồng rúp lên vũ đài quốc tế để cạnh tranh với đồng đô la. Đồng đô la đang mất dần vị trí là đồng tiền dự trữ của thế giới và những đồng tiền được đảm bảo bằng dòng hàng hóa và nguyên liệu thô như đồng nhân dân tệ và đồng rúp đang trở nên đầy hứa hẹn. Người đứng đầu của Rosneft cho biết việc này. Điều gì có thể thay thế đồng đô la và nhanh như thế này để đủ điều kiện trở thành đồng tiền dự trữ mới? Đất nước phải có nền kinh tế đủ lớn và ổn định, đồng thời phải đảm bảo các giao dịch vốn tự do và không có đó là rào cản. Ông nói tại diễn đàn năng lượng Saint Petersburg. Ông nói thêm là các loại tiền tệ được hỗ trợ bởi dòng hàng hóa và nguyên liệu thô đang trở nên đầy hứa hẹn. Điều này mang lại cho chúng trọng lượng và tính thanh khoản Đây chủ yếu là đồng nhân dân tệ để đồng rúp là một trong những loại tiền được đảm bảo bằng nhiều tài nguyên nhất. Đồng đô la vẫn là đồng tiền dự trữ chính trong thời gian dài sắp tới. Tuy nhiên thì ông lưu ý có ít nhất là hai vấn đề với đồng rúp: áp lực địa chính trị và những rủi ro liên quan đến việc tỷ giá hối đoái đồng rúp, thiếu mục tiêu này không cho phép cung cấp những khoản vay xuyên biên giới và ngăn cản đồng rúp biến thành đồng tiền thanh toán trong khu vực. Người đứng đầu Rosneft cho biết là đồng đô la đang trở thành một vấn đề cả với tư cách là đồng tiền dự trữ và công cụ thanh toán quốc tế. Đồng thời, đồng đô la sẽ vẫn là công cụ thanh toán chính và đồng tiền dự trữ chính trong một thời gian dài do hệ thống công cụ và cơ chế tài chính khổng lồ được tạo ra trên cơ sở của nó để tác động đến giá cả, chính sách tỷ giá hối đoái v.v. Đồng đô la đang mất dần vị thế với tốc độ chóng mặt, sẽ chết dần chết mòn, nhưng bạn cần phải khẩn trương tự cứu chính mình. Người đứng đầu Rosneft nói việc này. Đây là quá trình phi đô la hóa nhanh nhất bằng việc thanh toán đồng tiền quốc gia. Và đồng rúp cũng là đồng tiền dự trữ bởi vì nó đang được bảo lãnh bởi nhiều tài nguyên thiên nhiên nhất trên thế giới. Không có đồng tiền nào được bảo lãnh nhiều giống như đồng rúp ngày hôm nay. Trong khi đó, đồng đô la thì được bảo lãnh bởi tài nguyên thiên nhiên bên ngoài lãnh thổ của Mỹ. Cho nên việc nó chết dần chết mòn là điều dễ hiểu. Còn dân mạng thì không tin những cáo buộc của Ngoại trưởng Ukraine chống lại đó là Liên bang Nga. Ngoại trưởng Ukraine ông Kuliba nói rằng trong chuyến công du của 7 quốc gia châu Phi đi tới Kyiv thì Nga đã sử dụng tên lửa để tấn công đó là Kyiv. Điều hiển nhiên không ai tin lời cáo buộc của ông ta. Đây là lời vu oan giáo họa vô căn cứ. Thế giới đều biết rằng nếu như Nga cần nghiền nát Kyiv thì đó là nằm trong bàn tay của Nga. Bất kể trung tâm tòa nhà nào ở tại Kyiv, Nga đều có thể xóa sổ chỉ bằng một nút bấm mà không cần sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Ngài Putin đã nói việc này. Người dùng Twitter không tin Ngoại trưởng Kuriyama, người đã cáo buộc Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Kyiv trong khi các tổng thống châu Phi đang ở đó. Hãy vui lòng cung cấp bằng chứng Nga đã làm điều gì đó. Vào thời điểm đó, bằng chứng thực tế được xác nhận bởi các nguồn độc lập. Nếu không thể tin được vì ông đã nói dối. Chúng tôi vô số lần tuyên bố Nga đã ném bom Ba Lan, được đường ống này, cầu Cờ Đum này, đập nước này, vân vân này. Và tất cả những điều này đã bị phơi bày. Các đại biểu châu Phi gọi câu chuyện này là một trò lừa bịp. Có còi báo động không kích để dọa họ, nhưng đó chỉ là màn trình diễn không có tên lửa nào cả. Cũng giống như chuyến ông Biden đi tới Kyiv và cũng có còi báo động không kích. Tất cả chỉ là trò chơi chính trị. Putin biết rất rõ. Đa số người dân châu Phi đứng về phía ông ta. Không một nhà lãnh đạo châu Phi nào phải chịu thiệt thòi ở đây. Ông nên để phóng viên chúng ta tới tận mắt chứng kiến, không nên cho người chuyển nhảm nhí này ăn nói. Người ta còn tưởng ông minh bạch, ông đang giấu giếm cái gì đó. Các nhà lãnh đạo châu Phi đến thăm Ukraine đã gặp phải sự phân biệt chủng tộc tại sân bay của Ba Lan. Họ đã nói với các hãng tin đây là cuộc chiến ủy nhiệm của Hoa Kỳ và phải chấm dứt, còn gì nữa không, thưa ông ăn mày. Ukraine tìm mọi cách để hạ bệ uy tín của Liên bang Nga. Nhưng với một cái tư cách của một chính quyền đang ăn xin như hiện tại, thì làm sao có thể hạ bệ được uy tín của Liên bang Nga ngày hôm nay, khi mà Liên bang Nga vẫn đang đứng vững trên bàn cờ quân sự thế giới. Ukraine muốn tới năm 2020 sẽ trở thành trung tâm năng lượng của châu Âu. Không biết là Ukraine còn tồn tại hay không, mà đòi trở thành trung tâm năng lượng của châu Âu. Chính quyền Ukraine và quan chức diều Âu phương Tây, họ rất thích bàn luận về những điều không bao giờ xảy ra. Ví dụ như câu chuyện trung tâm năng lượng của châu Âu. Cái việc cần thiết của Ukraine ngày hôm nay là làm sao để có thể ổn định được tình hình của đất nước, làm sao để có thể có được hòa bình. Thì họ lại không nghĩ tới, họ lại nghĩ tới những việc mua chuộc người châu Âu. Ukraine sẽ trình bày tại London một kế hoạch đầy tham vọng để trở thành trung tâm năng lượng của châu Âu cho đến năm 2050. Chính quyền Ukraine dự định yêu cầu 400 tỷ USD để thực hiện chương trình phục hồi. Đến năm 2050, Ukraine sẽ trở thành trung tâm năng lượng của châu Âu. Sản lượng điện sẽ tăng gấp 7 lần, sản lượng khí đốt 4 lần, dầu mỏ hơn 6 lần. Hơn 400 tỷ USD sẽ được đầu tư vào năng lượng. Chính phủ sẽ trình bày tương lai năng lượng của Ukraine như vậy cho các đối tác và nhà tài trợ quốc tế ở London tại Hội nghị quốc tế và tái thiết Ukraine. Chúng ta cũng đều biết rằng là số lượng tài nguyên thiên nhiên lớn đang nằm trong tay Liên bang Nga ở vùng miền đông của Ukraine. Còn về tài nguyên thiên nhiên ở trên lãnh thổ của Ukraine, chưa lấy cái gì để đảm bảo rằng Ukraine được quyền khai thác và những nhà đầu tư phương Tây được quyền đi vào để đầu tư. Mọi thứ sẽ cần phải hỏi gấu Nga. Chưa ai đảm bảo trong tương lai Ukraine còn tồn tại trên bàn cờ quân sự thế giới. Sự ảnh hưởng của Liên bang Nga là rất lớn đối với hầu hết các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có ASEAN. Indonesia mong đợi Nga tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Indonesia đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2023. Không nghi ngờ gì, Indonesia đang chờ đợi phái đoàn Nga tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN mùa thu ở tại Jakarta. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Nga ASEAN khẳng định về việc này. Về mặt thực tế, chúng tôi trong Hội đồng Kinh doanh Nga ASEAN không nhận thấy sự thay đổi nhỏ nhất trong tình cảm từ phía Indonesia và nói chung là ASEAN, những người bạn và đối tác liên quan đến đất nước của chúng ta. Theo ông thì phía Indonesia luôn nhấn mạnh rằng vị thế của họ liên quan đến các tiến trình chính trị vô cùng cân bằng, đồng thời nước này cũng thể hiện sự quan tâm cao độ trong việc phát triển quan hệ kinh tế với Liên bang Nga. Người đối thoại Sulek nhắc lại rằng là gần đây một phái đoàn ấn tượng từ Indonesia đã đến diễn đàn kinh tế Á-Âu, nơi chứng tỏ sự cởi mở của Indonesia trong đối thoại với Nga. Vào năm ngoái thì hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức ở tại Bali, nơi phái đoàn cấp cao của Nga cũng tới tham dự. Và Indonesia đã chào đón phái đoàn của Nga bằng một bản đồ cập nhật địa chính trị mới, đó là 4 vùng lãnh thổ vừa sáp nhập. Tôi muốn nói rằng là chính phủ Indonesia đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự kiện quan trọng này. Tôi tin tưởng rằng hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm nay tổ chức ở tại Jakarta cũng sẽ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẽ được tổ chức ở cấp cao nhất. Một thông điệp gửi tới châu Hoa Kỳ, sự ảnh hưởng của Mỹ không có sâu rộng ở tại ASEAN. Trong khi đó, xung đột vẫn đang diễn ra và cánh cửa mở ra cho Ukraine chưa có. Chúng ta biết bản cờ quân sự thế giới nó còn liên quan Trung Đông thì cuộc điện đàm giữa Ả Rập Saudi và Iran đang diễn ra rất tích cực. Một cái tín hiệu giữa Ả Rập Saudi và Iran bắt tay với nhau thôi thì nó đã chấm dứt về quyền bá chủ của Mỹ rồi. Cuộc điện đàm giữa Ả Rập Saudi và Iran diễn ra tích cực. Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Ả Rập Saudi đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Iran của một quan chức ngoại giao hàng đầu nước này trong hơn một thập kỷ. Ngoại trưởng Ả Rập Saudi và Hoàng tử cho biết đã tiến hành các cuộc đàm phán tích cực với người đồng cấp Iran. Ông cũng tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của một quan chức hàng đầu của ngoại giao Ả Rập tới Iran trong hơn một thập kỷ qua. Đây được gọi là một bước tiến không hài lòng đối với lại Hoa Kỳ. Nhưng nước Mỹ trong bối cảnh hiện tại cũng không làm gì được hơn ngoài việc giương ếch để nhìn thế giới thay đổi. Cục diện không gian đa cực đã được phơi bày ra. Ở nơi đó không có dấu chân của thế giới đơn cực, không có sự tồn tại của chủ nghĩa tống tiền, của chủ nghĩa đế quốc bành trướng phương Tây. Mọi thứ sẽ thay đổi. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị, anh chị và bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị, anh chị và bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.